Về chùa mình quý vị ơi, đông người, có nhiều thành phần cũng lạ lắm, tâm trạng cũng không ổn định, thấy không? Mà quý vị coi tại nhà mình đồ cũng vậy quý vị. Không có những người mà quý vị thấy lâu lâu dẫm dựa vào, nào là tổ cô, tổ chát gì đó, rồi ông cụ bà cụ năm xưa gì dẫm dựa vô nói rằng là tôi là ông năm bảy, ông ba, ông tám gì đúng không? Thì cũng gặp những thành phần đó đúng không? Bây giờ mình đi về chùa mình nghe đạo, bây giờ mình dính mắt mình đeo đẳng theo con cháu, thôi mình lo tu đi để mình cầu sanh cực lạc. Thấy quý vị, hồi xưa dưới quê mà nhà Đức cũng thấy, thí dụ như hai vợ chồng sống với nhau đi, mà chỉ cần chồng cự vợ, la vợ, chửi vợ, đánh vợ gì cái là dẫm dựa vô rồi bắt đi. Mà những người đó đa phần là những người không biết tu nghe quý vị. Quý vị không biết niệm Phật á, quý vị không biết Phật Pháp á, cái tâm thức vị yếu đi, vì dễ bị người ta dẫm dựa lắm. Nên cái người nghe đạo, người biết tu mà ngủ mà thường thấy hương linh, hoặc là mình nhìn thấy hương linh hoài là không có tốt đâu. Nếu như á, mà cái tâm lực mình nó mạnh thì mình không có thấy hương linh đâu, hiểu không? Không có tốt. Mình cố gắng mình duy trì, mình niệm Phật, mình gầy dựng tín nguyện cho nó mạnh để mình không có thấy hương linh nữa. Quý vị nhớ là có khi mà trong gia đình mình mà có những người dẫm dựa nhập vào, nói đây là, xưng đây là ông này ông kia ông nọ, cảnh giới của quỷ đạo người ta vẫn có ngũ thông, nên người ta vẫn biết được là ông bà cha mẹ mình chết hồi nào nào và tên tuổi sao sao ta biết hết luôn. Ta có ngũ thông mà, nên từ nơi đó người ta có thể xưng là ông bà tổ tiên của mình luôn. Nên mình học Phật mình chỉ nhắm ngay tin nhân quả, tin ngay Phật, thấy không? Bây giờ ai bây giờ dẫm dựa vô mình cũng kêu niệm Phật đi, cầu sanh cực lạc. Nên những đức mà những người mà dẫm dựa vô đến mà gặp những đức, những đức nói tôi có biết cái vụ này. Quý vị chơi với con người có chuyện gì còn lôi con người ra được, quý vị chơi với ma lỡ có chuyện gì ma nó trốn mất tiêu sao lôi ra được đây, đúng quý vị? Ừ, nó hồi xưa có cái vị này những đức biết, mà ổng mà nó dẫm dựa vô nói thiệt, nhưng mà khi mà đụng chuyện rồi kêu lỡ nó đâu có lỡ đâu, chạy mất tiêu. Nên từ nơi đó mình dính mấy vị. Nên những đức chỉ hướng dẫn con người xuyên qua hương linh là mình giảng dạy thôi, người ta nghe tiếp thu được bao nhiêu tiếp thu. Nhưng quý vị nhớ nghe, còn sống mà không nỗ lực tu, chết rồi thì cực kỳ khó tu, khó lắm á. Ba hồn chính vía mình nó tản mát. Nên từ đó mà khi mình đang nghe đạo gì, người ta âm thanh gì lớn cái thôi là mình nó tản mát, nó bay mất tiêu. Mà nó bay đi rồi mà nó quay lại thì hết cái thời giảng pháp rồi. Nó cái không gian duy thứ không động, khó tu. Nên mình còn sống gì mình cố gắng, mình tu nhân tích đức, mình niệm Phật. Nên trong kinh Địa Tạng dạy, còn sống mình tạo phước báo thì 7 phần mình hưởng 6 phần hồi hướng cho người ta, người ta hưởng 1 phần. Dù là tiền của mình, nhưng khi mình chết rồi mình nhờ người ta làm, người ta hồi hướng cho mình mà hưởng được có 1 phần à. Còn cái người mà đứng ra làm hưởng 6 phần. Nên từ nơi đó
Lúc mình còn sống mình tu nhân tích đức để làm chi? Mình gỡ ra những cái nặng nề trên vai xuống đi, cho nó nhẹ. Chứ ai mà để trên vai cho nó nặng, quý vị coi như thắp một cây nhang mà cái tàn nhang á, nó nặng nên nó rớt xuống đúng không? Khói nhang nhẹ thì bay lên. Quý vị mà sống trong cuộc đời này, quý vị nhẹ nhàng thì quý vị lên. Mà quý vị đi đâu không vừa lòng không vừa ý là biết quý vị đi đâu rồi đó. Đi xuống, hiểu không? Nên á, có những người giống như người ta không có tin vào đạo nào hết trơn á, gọi là vô thần ấy đi. Nhưng mà ngộ thay là người ta vẫn là cầu chờ đắc, vậy vẫn là cái có thần chứ giỡn đâu. Thì coi á, vậy thì bây giờ tại sao chúng ta không có sự tín ngưỡng để có sự nương tựa? Nên mình có sự tín ngưỡng là cái hay á, nó giỡn đâu. Cái nhân cái quả nó xác thực lắm quý vị. Mình đến với người ta sao, người ta đến với mình vậy. Bây giờ nói thiệt chứ, các anh chị ca sĩ mà đi đến chùa mình cũng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Một bài giảng như Đức thôi, họ có nhiều người họ cảm giác đúng là họ mới nhìn lại Phật Pháp, nó có cái hay. Ừ, cảm giác rõ ràng mà. Mà họ cũng nghe như Đức giảng nhiều lắm nghe. Khi gặp mặt là họ đều biết mình đó, phải không biết đâu. Hồi sớm mà mấy người nó kêu gõ đầu, mình không có gõ mà mình cú. Giờ người ta chưa tu nhiều quý vị, bây giờ người ta nhờ vậy mà mình lơ qua thì nó duyên giữa mình với họ nó bị mất đi. Gõ một cái tuy là cũng có gì đâu, nhưng mà nó sanh ra cái nhân duyên. Rồi sau này mình dạy người ta từ từ lại, hiểu không? Còn mấy bà Phật tử mà quen mà biết rồi, mà nghe Pháp rồi mà kêu gõ là mấy bà bèo lắm. Bèo hơn bánh bèo nữa, thấy chưa? Đó. Nên á, cái quan trọng là mình tu nhân thì mình gặt quả. Nếu nói là gõ một cái mà hết nhức đầu, gõ một cái mà hết nhức vai, Nhân Đức lại Quan Âm hồi tối cái đùi Nhân Đức bây giờ cứ ngắt nó đau, nó đau muốn chết luôn nè. Bây giờ Nhân Đức vuốt Nhân Đức cái đừng đau nữa. Phải chi mà vuốt người ta mà hết đau thì Nhân Đức vuốt Nhân Đức rồi, hiểu không? Mà Nhân Đức vuốt Nhân Đức nó đâu có hết đau đâu. Làm sao mà vuốt quý vị hết đau? Mình phải vui chả chứ, hiểu không? Đó, đó là mình giảng chân thật cho nghe đó. Có nhiều người ngộ cầm cái tay mà cứ vỗ vỗ lên đầu, hồi nãy mới đi vệ sinh chưa rửa tay. Trong chùa đa phần người ta không có xài giấy, toàn là người ta rửa tay thiệt không đó. Kêu gõ đi, gõ bậy bạ về tóc rụng sạch nhất cho biết, hiểu không? Nó nên thôi, mình sống trong cái thời đại phát triển, mình đừng có gõ kiểu đó. Nó nói mình mê tín á, với mình còn trẻ, phải chi mình già 80 tuổi á thì tùy thuận gõ gõ còn coi được. Mình còn trẻ quá mà đi gõ bà già, gõ bậy bạ mình tổn đức mình, mình chết queo. Thôi đừng có kêu tôi gõ nữa nghe. Ừ, mà không gõ không được. Nắm cái tay mình mà vỗ vỗ lên đầu họ chèn hết trơn, mệt tới ghê. Thế bị ô. À, trong cuộc đời mình á, mà nhiều người ghét mình thì cũng khổ, mà nhiều người thương quá thì cũng mệt.
Nhưng mà thà mình làm sao mà nhiều người thương mình vẫn là hay quý vị. Hiểu không? Chứ ai cũng ghét mình, mình cũng đau khổ nặng nề lắm chứ không phải vẫn đâu. Mình đi ngang gặp ai cái là nó làm vậy nè. Kênh kênh chịu sao nổi. Hiểu không? Nó nên á, mỗi một người mình học đạo á, nó phải hướng đến chánh tín mà mình tu. Nhớ kỹ nghe, ai mà nghe đạo mà thường ngủ gặp ác mộng, thấy hương linh, thấy ông bà tổ tiên dìa, hoặc là giẫm dựa, thì từ người sống tới người chết lo niệm Phật đi, để cầu sanh cực lạc đi. Dìa mà nói là ông bà tổ tiên gì đó, thì nói bây giờ cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc, giẫm dựa con cháu hoàng chi. Hiểu không? Mỗi lần giẫm dựa người ta là sức ra người ta mệt dữ lắm, giết rồi cái dương khí người ta nó giảm bớt đi, người ta cũng bệnh đau, người ta thần kinh cũng không ổn định luôn. Cái người bị giẫm dựa hoài thần kinh nó không ổn định đâu quý vị. Nên hôm qua gặp cái bà đó tự nhiên ai dựa vô bà, bà quay vòng vòng trước mặt những đức. Bà nói tôi là Hằng Nga ở trên cung văn xuống đây. Trước mặt mình cứ lạng như vậy. Mình nói Hằng Nga gì? Tự nhiên té xuống nằm im gu. Sợ quá sức hồn, té nằm im gu luôn. Đúng là nhìn cái mặt mình hương linh còn thấy sợ ấy. Ngộ ghê. Mình đã không có cái vụ đó quý vị ơi, đừng có lỡ gần mình cái vụ đó mình nạp cái chảy mắt dép. Chứ không phải rằng là gặp vị rồi lỡ nào là hỏi tên gì rồi quy y cho, không có đâu quý vị. Những đức không có làm cái chuyện đó đâu. Hiểu không? Cái quan trọng là mình khuyên người ta niệm Phật thôi. Người sống người chết thì cũng phải niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nó ông thầy ông khuyên hết trơn rồi. Mình mà đông người gì mà mình mà lôi ra cái việc mà hương linh nhập đi, nó nhập liên luôn đó. Và lúc đó người ta mới nói mình cái đạo tràng không ổn định. Vì thấy người ta đông gì mà đâu vào đó ổn định, vì thấy không? Tại nhân đức dạy gì nhân quả quý vị. Dạy gì nhân quả chứ nhân đức đâu có làm cái chuyện mà mơ hồ. Mình làm chuyện mơ hồ thì nhiều người người ta đâu có tin mình đâu. Thí dụ như bây giờ mình thấy hương linh mà người ta đâu có thấy hương linh đâu mà mình nói người ta tin. Nên mình thấy nhau nè, cái này mới cái quan trọng nè. Nhìn nhau nè. Nó nhìn nhau nè. Thấy không? Nên, không mà mình không thầy cũng dạng mấy vị, dạng dịnh trước mọi người lâu ngày quen dạng, gặp ca sĩ cái gì cũng hù ca sĩ. Thấy không? Nên từ nơi đó người ta thích mình hoạt bát vui vẻ. Thấy không? Chứ gặp mọi kiểu mà bây giờ mà mình gặp người ta một cái mà mình hỏi tiền bạc một cái, người ta đến gần mình mà cúng dường cái thua rồi quý vị. Thấy không? Gặp nhau khoan đã nói về tiền bạc. Thấy không? Trước nhất chúng ta hướng dẫn nhau đàng hoàng đi, cái đó là cái quan trọng quý vị. Tại vì sao? Vì trước tất cả mọi người rất là đông đúc, cái quan trọng là chúng ta hướng đạo. Nên quý vị thấy cái pháp hội mình đặc biệt không? Nhân đức đâu có chịu cái chuyện mà bây giờ Nhân đức ngồi đây giảng chút xíu cái người ta chạy lên đây người ta cúng dường, đâu có chịu. Mà Nhân đức cũng không đồng tình vậy nữa. Bây giờ mình ở đây mình biết ơn Hòa Thượng xây chùa cho mình để mà mình tu, thì bây giờ mấy cái thùng tam bảo ở đây đó mình bỏ vô mình cúng dường tùy tâm mình đi.
mình làm cái chuyện lợi ích. Hòa thượng năm nay ngày 83 tuổi, ngày còn đi chơi đâu nữa. 83 tuổi đi chơi cái gì nữa giờ, thấy không? Còn trẻ trẻ thì còn sợ đi ăn xài đi chơi cái này kia, còn hòa thượng thì còn đi chơi đâu, đi không nổi mà đi chơi cái gì. Đúng quý vị. Cái cúng dường quý vị bỏ thùng tam bảo này chắc nhất luôn, đừng đưa những đức chi, đưa đây có tiền nhiều đây gặp các em đồ thì chứ. Hiểu không? Ai biết được, mấy em thấy có tiền đồ lỡ găng đồ, ban đầu thì kêu thầy, từ từ nó kêu anh thầy, từ từ nó kêu anh yêu. Ghê lắm quý vị ô. Mấy bà mà tiến được là mấy bà tiến tới luôn. Ừ, không phải chuyện giỡn đâu. Nên chúng ta có điểm dừng thì mới tồn tại. Điểm dừng là hay á. Nên những đức có ông thầy bạn mà ổng ban đầu nhắn tin qua lại thôi, kêu thầy được một sức, thời gian nó kêu anh thầy, ảnh im gu, thời gian nhắn tin qua lại nó kêu ổng bằng anh yêu. Mày thấy ghê chưa? Nó ghê lắm, xấu xấu hồ hồ chứ. Kết thì kết là bị kỳ lắm. Nên hôm qua vợ đưa thơ kịch liệt luôn, đi ngang nhét thơ, tưởng đâu không, mình tưởng đâu tiền mình đưa cho mấy chú, đem về xé ra thơ không. Hôm qua có lá thơ gì đã bao năm không gặp gì, viết thơ thấy ghê, phải viết mười mấy trái tim vô, thêm cái gì cái mũi tên bắn ngang tim kinh khủng đi. Không, nó thơ đồ quá trời. Tôi nói tôi không có đọc thơ, không có thời gian đọc thơ. Với thêm cái là cái gì mà đọc á, mình đọc sai chính tả, mình đánh vần từ chữ, đọc một lá thơ nó cực vô cùng, đọc chữ không có chạy. Nên mỗi lần mà tên ca sĩ đồ lên mà mình đọc tên ca sĩ đọc tứ tung lang tang. Vậy mà người ta lại thích quý vị ô. Không lạ. Nên thà mình không biết thì mình lúa luôn, chứ đừng có lừng chừng. Cái nào mình biết thì mình biết. Thà mình làm lúa ngon. Vì sao? Vì không thiếu gạo. Không? Nên từ nơi đó quý vị ơi, chúng ta đi đến đây nghe Phật Pháp, quý vị nghe những đức chia sẻ Phật Pháp đó rất gần gũi đúng không? Nói vậy thôi đó. Vậy mà nhiều hư linh thai nhi đồ á, ông bà tổ tiên mà chưa siêu thoát lại đây mà nghe rồi á, ngồi gác chân lên chán mà suy nghĩ. Chưa? Có hoàn cảnh ngon lành gì ở đây đại đi theo con cháu gì, nó có phước gì đâu mà theo nó. Đúng quý vị. Nó theo báo thù gì giờ? Báo thù nhau hoài cũng làm khổ nhau có được gì đâu quý vị. Không được gì chứ nghe. Cái người dù tạo tội nghiệp gì đi chăng nữa, nhưng mà có thể niệm Phật giảng sanh, đây là người có thiện căn đầy đủ đó quý vị. Có nhiều người á, họ không dám tin hỏi vậy, vì họ nghe nói rằng không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước báo nhân duyên mà sanh về thế giới cực lạc. Họ thấy họ làm sao mà đủ nhân duyên phước báo. Vì hỏi những đức người như thế nào là người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên, là người niệm Phật là người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên. Chứ sao? Đức Phật A Di Đà phát lên nguyện thứ 18: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta là A Di Đà Phật,
niệm danh hiệu ta là A Di Đà Phật. Chí tâm tin ưa, chí tâm là một câu vật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Nguyện thứ 18. Vậy thì mình là người niệm Phật, là người đầy đủ thiện căn của báo nhân duyên đó quý vị. Người như thế nào là người đầy đủ thiện căn? Là người niệm Phật là người đầy đủ thiện căn. Vì đừng bao giờ nói người đầy đủ thiện căn niệm Phật sanh Cực Lạc là người giàu, người đẹp, hoa hậu, hoa khôi, nổi tiếng, chưa chắc. Nghèo cỡ nào nghèo, bệnh cỡ nào bệnh, què cỡ nào què, xấu cỡ nào xấu, hô cỡ nào hô, súng răng cỡ nào súng răng. Chỉ cần người này chịu niệm Phật là người đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên để sanh về thế giới Cực Lạc. Thấy không? Quan trọng là ngay chỗ đó đó. Nên quan gia trái chủ hương linh thai nhi nghe gì rồi niệm Phật đi. Niệm Phật sanh Cực Lạc đi. Mà nhất là hương linh nghe là dễ được Phật hay là rước. Vì sao? Vì mình không còn trở ngại của thân tứ đại. Bây giờ mà cái lúc cúng đi thực á, cái lúc cúng đi thực á, mà bây giờ á, quý vị niệm Phật á, Phật A Di Đà muốn phóng quang mà rước mấy cái bà còn sống đây nè, còn khó. Tại vì mấy bà đang còn sống, còn mang cái thân tứ đại, thọ mạng phải đến. Còn hương linh thai nhi á là dễ rước. Chỉ cần buông cái tâm hận thù, niệm Phật theo, đừng có chấp vào thức ăn này chi. Về Cực Lạc đi, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận. Chỉ cần lúc đó niệm Phật là Phật A Di Đà ngày phóng qua một cái ngày rước về Cực Lạc liền. Quý vị nhớ nè, cái tự tánh làm Phật của chúng sanh đầy đủ hết chứ. Mà Ấn Tổ ngày nói rằng tại phàm không giảm, tại thánh không tăng. Phàm phu đọ tam đồ vẫn là tự tánh làm Phật viên mãn. Nên khi Phật A Di Đà ngày rước về Cực Lạc, từ hoa sen nở ra thì hiển lộ tự tánh làm Phật liền. Hiểu không? Mình ở đây là do gì? Cái tạp tâm, tạp nghiệp, tạp cảnh, bên ngoài lẫn bên trong, hai bên nó kết hợp lại, nên chúng ta không hiển lộ được tự tánh Phật đó. Chứ mình về thế giới Cực Lạc á, là nhân tố tác động kia không có. Và được Phật A Di Đà giáo hóa nên sự phát triển về tự tánh Phật của chúng ta rất là dễ. Nên chư hương linh cứ chân thật mà niệm Phật đi. Đức Phật A Di Đà ngày rước về Cực Lạc một cái là tự tánh làm Phật hiển lộ liền. Thấy không? Nên mỗi một người quý vị à, chúng ta phải chân thật niệm Phật. Quý vị như thế nào là cầu an cầu siêu cho người thân? Niệm Phật là cầu an cầu siêu cho người thân đó. Có một câu chuyện, cái ông này ông niệm Phật nhiều năm rồi, mà lúc ông chưa tu á, ông từng kiểu như hơn thua với người ta làm sao, của cải vậy. Rồi ông thắng, cuối cùng hai người kia thua tức quá, tự tử chết. Sau này ông tu nhiều năm thì ông cũng là cái tâm ông biết điều đó là tạo tội nghiệp. Ông nhiệt liệt ông niệm Phật, ông tu cầu sanh Cực Lạc. Bữa đó ông đang ngủ trưa thì hai cái linh nó đến tìm. Trong mơ mà ông tỉnh táo dữ lắm thì bị đạt được tiêu chuẩn này là hay rồi đó. Trong mơ mà tỉnh táo rõ ràng là đúng là số 1. Còn mình niệm Phật vậy đó mà trong mơ thấy ai lạ lạ vượt là chảy mắt dép thì mình còn bèo lắm. Không, nhưng mà tính nguyện niệm Phật thì vãng sanh. Cái chuyện đó là hơi cao cấp rồi ha. Nhưng mà cũng kể cho vị nghe để thôi vị thấy mình làm có được thì mình thối tâm. Thì vị biết rằng trong mơ ông thấy rõ ràng là người ta đến tìm ông. Ông hỏi tìm tôi làm gì? Muốn báo thù? Họ nói không, ông bây giờ tu hành tốt quá nên tôi tìm ông cầu ông siêu độ giùm cho tôi. Ông nói rằng tôi đâu có biết siêu độ.
hai cái linh nó nói vậy nè: ông chỉ cần chấp nhận là được rồi. Ơn gì thì được, tôi chấp nhận. Họ bước lên đầu gối ông này, họ bước lên vai, họ thăng lên được siêu thoát. Thấy không? Thấy niệm Phật có đức hạnh kinh khủng chưa? Đó, siêu độ ghê chưa? Nó đâu phải siêu độ là đâu phải hình thức gì ghê gớm đâu, mà đòi hỏi quý vị là thật tu, nhiệt tình thì bị giúp người ta. Bây giờ quý vị coi như giờ những đức nhiệt tình thôi mà ta gì ào ào nữa, quý vị thấy chưa? Thấy rõ không? Quý vị thấy những đức nói chuyện có làm gì cao xa đâu, đúng không? Chứ đâu phải là quý vị nói một cái lễ gì cúng thấy ghê đâu. Bước lên một cái là làm gì ghê gớm quá, đúng không? Tưởng đâu phàm phu thì thấy hết hồn, xanh mặt xanh mày, sợ. Nhiều Phật tử tội nghiệp tu hành mà có khi cũng bị dọa nữa. Đi về chùa bị dọa: con mai mốt mà con không về chùa nữa nghe, có cái gì hậu sự gia đình thầy không có giúp đâu nghe. Làm gì chúng ta sợ? Làm gì sợ? Con đi làm cực khổ, con về chùa con còn cúng dường cho quý thầy. Mà bây giờ thầy hăm dọa con là sau này không đến chùa, thầy không giúp là sao? Nói mà thầy nói cái câu này là con biết thầy còn chưa giúp được thầy nữa, đừng nói chi giúp con. Hiểu không? Đạo Phật là tự mình giúp mình, người ta chỉ đem phương pháp chỉ mình thôi. Nên Phật nói là tự đốt đuốc mà đi đi. Đó. Những đức học Phật cũng là bản thân mình nghe được và cố gắng nỗ lực. Chứ kêu ai giúp bây giờ? Ai cầm tay mình giúp mình? Đúng không? Phàm phu tôi lại Quan Âm cũng đau cũng mệt như quý vị. Có khi cũng nằm đồ sải tay cái lại Quan Âm. Nếu như bây giờ mà những đức lễ rầm rầm, ào ào, không có chút gì mệt, thì nhiều người ta nói ai mà bì được ông thầy này. Chưa chắc người ta tăng tính tâm, người ta cố gắng. Nên những đức lễ lên bờ xuống ruộng, cái người người ta mới lễ, người ta nhìn ông thầy người ta tội nghiệp quá, người ta cố gắng người ta lễ được hết 500 danh hiệu. Đúng không? Tôi lễ tôi cũng đau chân nghị. Thăng tứ đại mà, cơ địa mỗi người, ai mà không đau, ai mà không mệt. Bây giờ nói chuyện cả ngày cũng mệt chứ. Mệt thì mệt, nôi thì nôi, đúng không quý vị? Mình vậy mình mới nhiệt tình. Quý vị có đi đến chùa nào mà thấy ông thầy ngày giảng pháp 4 buổi không? Có. Có mà không biết nữa. Mệt ghê. Đúng không? Như 3.000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm là 12 buổi thuyết pháp, 6 buổi lại 3.000 lại. Kinh khủng chưa? Lên bờ xuống ruộng lết, nhưng cuối cùng cũng xong hết trơn 3.000 lại. Đúng không? Ai mà không mệt? Mệt mà cố gắng. Nó không có chuyện gì khó, chị sợ lòng không bền. Còn mấy câu kia không dám nói nữa. Đào núi ai mà đào núi nổi. Hiểu không? Câu ví dụ thôi. Chỉ cần mấy câu trước đó là được rồi đó. Tại chúng ta không bền lòng bền chí bị ô. Nghe gì về niệm Phật có thằng thác. Lỡ chạy là hỏi ông thầy: niệm thác mà chưa thấy gì. Hỏi vậy bà muốn thấy cái gì? Bà muốn thấy cái gì? Bà nói sao con nghe con nhỏ kia nó niệm Phật á, nó thấy hào quang chiếu 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 chiếu, Phật bay dù 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 trên không trung. Thôi thôi thôi, mấy cái bà mà thấy cái đó vài bữa bà khùng hết trơn. Bây giờ Phật nào đâu mà biến tới hoài, Phật nào mà vẹo vẹo hoài. Khi mình mới tu Phật Bồ Tát từ bi cho mình thấy cảm ứng ban đầu một chút để mình tăng tính tâm mình tu. Mình tu sau này mình hồi phục tính tâm thì không có Phật Bồ Tát nào đến với mình để cho mình thấy. Hiểu quý vị? Ví dụ như giờ Phật tử người ta sơ cơ mới lỡ tu thì mình an ủi người ta, mình dỗ dành người ta, mình giúp đỡ người ta, mình nói chuyện nhỏ nhẹ cho người ta nghe phương tiện gần thấp. Nhưng mấy cái bà mà tu nhiều năm này
Mấy cái bà Phật tử thường thành biết Phật pháp nhiều, nghe giảng nhiều. Bà mà lạng quạng nắm lỗ tai vũ lộn mèo. Tại vì sao? Vì nghe hoài. À, thấy không? Tại vì ngồi chung thì gì chứ gặp mà ngồi riêng nói chuyện coi. Tại vì sao? Mấy bà là có cái thời gian rồi, nên coi có mấy bà tu làm sao. Quạt gì quạt, bậy bạ. Dễ sân si lắm. Thấy không? Mình vậy người ta thấy mình với người ta giống. Thầy cũng sân si. Vậy thì mình tu cũng được, tại thầy còn sân si mà. Thấy không? Đó. Còn bây giờ mình mà ra giảng mình cao siêu quá, người ta nói ông thầy này thiện căn dày quá, ông tu được, chứ mình thì ăn nhậu bê tha sát sanh hại vật sao tu. Có những cái từ bi của mình mà thật sự mình không có từ bi, mà mình từ bi. Mình từ bi là mình đi vào chúng sanh á. Mình đi vào chúng sanh, tất cả chúng sanh mình sẽ thấy à. Tội nghiệp họ mấy ngày nay nó nằm nghiêng nằm ngã, có khi ngủ cũng không được bao nhiêu. Lên đây mà nhìn nhiều bà mà cũng mắt trao dao. Khi bà ngồi bà nghe như Đức Giảm mới làm nè. Mắt không chớp gì chứ. Hỏi sao kỳ vậy? Nó không có ngủ. Viết mắt cứng ngắc. Nội màn gì thôi mình thấy, mình cũng thấy thương quý vị. Thấy tội nghiệp. Có bà đó nói hai ngày không có tóc. Ôi sao kỳ vậy? Bà nói đi tắm thì mất chỗ ngồi, ngồi luôn. Chỗ nào con ngồi là nó tránh hết trơn. Tại sao? Vì hôi quá, khỏi dành chỗ. Coi chỉ cần ngồi đâu là nó tản mát đi vòng vòng. Vì sao? Vì gần con hôi quá, không chịu ngồi. Nên hỏi kệ thầy ơi, hôi hôi, miễn ngồi trực tiếp nghe thầy giảng là được rồi. Ôi mình nghe cái quý vị ô, thấy tội nghiệp gì đâu, hiểu không? Đó, quý vị ơi, Phật pháp nó gần gũi lắm quý vị à. Đức Phật còn tại thế gần gũi dữ lắm, không có cao xa gì đâu. Quý vị coi Đức Phật còn tại thế mà ngài đi khắc thực, vậy mà ngài thấy cái bà già sổ kim, vậy mà Đức Phật lỡ sổ kim giùm cho bà già, vì nghĩ gì sao? Đức Phật là bậc Thế Tôn đó, bậc thầy của chờ người đó mà gần gũi vậy đó. Rồi thấy người ta chăn trâu, người ta nghĩ rằng bây giờ Đức Phật là Thái tử, chắc là cái chuyện chăn trâu Đức Phật không biết đâu. Thử Đức Phật coi, Đức Phật biết chăn trâu không? Thì đưa cho Đức Phật chăn trâu, Đức Phật chăn trâu còn dữ hơn cái ông chăn trâu chuyên nghiệp. Kinh không? Đó, một bà già mà đi xin ăn, bà nghĩ rằng cuộc đời bà nghèo khổ quá. Bây giờ Đức Phật là bậc phước duyên lớn, đem một miếng cơm hẩm hiu đưa Phật ăn. Đức Phật nhìn một cái là Đức Phật khởi tâm từ bi, đưa đôi tay nhận cái miếng cơm mà của bà già đi xin ăn. Cơm vừa vô tay Phật là trở thành mỹ vị liền, tiếp nhận bà ăn liền tại chỗ cho bà già thấy. Phước báo bà già hình thành liền. Mấy ngày sau bà chết queo, tại vì bà khổ quá rồi bà xả thân sanh lên chờ hưởng phước. Ghê không? Nó. Từ nơi đó. Còn bây giờ mình tu hành, mình tu được một chút thôi, mình thấy người ta có khi mình nghĩ mình là bậc cao thượng trên trời dưới đất, xem người ta thấp hèn, thiếu thiện căn hơn mình là thua. Thua xa Phật. Thấy không? Nên nhiều Phật tử người ta cũng quý mến mình, người ta đi ngang người ta nói thầy ơi cho con nắm tay cái coi. Nói nè, cái tay què nè, nắm đi. Có gì đâu. Thật sự mà nói vậy, mình nhờ Phật pháp mà mình được gì. Mười mấy năm về trước á, có ca sĩ nào mà mình gần gũi được đâu.
Mà mười mấy năm về sau thì ca sĩ gì ào ào người ta xin chụp hình với mình. Còn mười mấy năm về trước xin chụp hình với họ, họ còn không cho chụp. Đây là 100% luôn quý vị. Cuộc đời con người á, lên voi xuống chuột mấy hồi quý vị ơi. Lên voi xuống chuột hay gì? Hả? À, chó hả? Xuống chó còn ngon á, xuống chuột là quá bèo rồi đó, hiểu chưa? Xuống dưới tuốt dưới đất luôn à, chuột sao mà mình leo lên được? Chó còn leo lên được chứ chuột là tiểu thua rồi đó. Nên lên voi á, đừng có cho rằng mình ngon. Coi chừng mai mốt nó gớt xuống con chuột bây giờ á. Nên những đứa thấy rõ ràng á, tình đời mình nhìn ra rõ ràng hết trơn rồi. Nhưng mà mình diễn cảnh á, mắt nhắm mắt mở mà sống trong cái tình đời này thôi. Hiểu không? Ta khen mình, ta thương mình chưa chắc thật đâu. Một ngày nào mình bị tai tiếng gì cái coi, hay bị một cái gì cái thôi, mấy cái bà này bà chở mặt quay lưng, bà dặm mình mà dẹp lép luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Tôi tính trước cái ngày đó đó, để có gì tôi không có bao giờ buồn hay thất vọng gì chứ nghe. Mấy bà cứ xỉ nhỏ tôi đi, rồi mấy bà đạp tôi đi. Tại vì sao? Vì mấy bà được quyền thương mình và đưa mình lên, thì mấy bà cũng được quyền ghét mình và đạp mình xuống. Sống trong cuộc đời là như vậy đó quý vị. Thà tính trước vậy đi chắc ăn. Còn bây giờ ai gặp mình như, ô thầy ơi, thầy. Mình đi đâu ngoài đường chạy theo vù vù, thầy, xin chụp hình với thầy. Đúng không? Ghê không? Tao thấy tao quý thương thấy ghê chưa? Tưởng đâu mình là cái gì á. Chứ cách nay mười mấy năm về trước té xe rầm rầm chó gặp mà còn chạy. Có thấy cái bà nào chạy tới với mình đâu. Bây giờ với bà chạy lại chèn ô chạy vù 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 là bà chụp hình, bà cà cà vô người thôi. Chịu không nổi luôn. Cái bà đó bà chụp hình bà cà cà vô người mà nói bà xích ra nhột gần chết luôn. Bà nói có gì đâu mà nhột, bà nói nhột chết ghê. Bà đeo hai cái ống quẳng ở giữa đâm vô người muốn chết bồn luôn. Ủa thế ghê. Khi thương rồi đúng là rõ ràng. Thương người thì thương cả lối đi quý vị ơi. Thấy chưa? Nên mình đừng có bị một cái hình thức đó mà kéo mình chết mồ. Mai mốt họ chở mặt quay lưng với mình cho mà thấy. Mình mà cái gì đi bị người ta cái này cái kia đi, người ta tung lên một cái. Ví dụ như bây giờ bình thường mình đang ở trong phòng mình, tự nhiên cái bà nào nó cài ai một cái, nó cỡ đồ đạc nó bay nó ôm mình nó chụp hình rầm 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 cái nó đưa lên mấy cái bà này, ông thầy thì tôi biết qua chở mặt quay lưng liền, thấy không dễ lắm mấy vị ơi. Giờ đang tiến tâm mà, giờ mình cũng không có cao xa nữa, đâu cao xa đâu, gặp ai mình cũng tiếp hoặc là mình đủ duyên gặp ai nói chuyện thôi, dễ quá. Phòng ốc thì đâu có phá cửa gì đâu, những đức thì đâu có thị gia thì thị giả chứ. Mình là văn mà gọi là giang hồ lãng tử ngoài đời, vì coi thị giả thị gì, đi đâu cũng ưa đi mình. Tại vì sao? Mình nhìn mình cái gì đâu mà sợ nó. Nhưng mà gặp trường hợp vậy thì kịch cạch 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 cạch, mạng truyền thông bây giờ mau cạch 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 trên ở trên mạng truyền thông liền, đúng không? Mấy bà này mới nói thấy chưa, tôi ghi nó fan hâm dọ tới. Ở cấp quý trọng thì là fan hâm mộ, bây giờ là fan hâm dọ. Mỗi bà cầm cái kéo cái dao đi cạch 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 rồi xong luôn thành thái giáo. Phụ nữ ghê lắm mấy vị. Ô ừ, mấy vị nghe thì Đức kể câu chuyện chưa? Câu chuyện bởi vì mấy cái ông cẩn thận nghe chưa. Cái ông này không có vợ mà ông đi vòng vòng bên ngoài lãng hoạng. Bây giờ nó biết tin được, nó ghét. Cuối cùng nó không nói gì chứ, cái này mới ghê nè. Bởi vì cái tâm địa người phụ nữ nó kinh lắm. Nó không có đơn giản, thà đàn ông mình nói rầm rầm không sao. Nhưng họ cười cười vậy đó mà họ rau răm nó chọt ra mình lòi ruột luôn không hay. Chết mà không biết sao mà chết. Vậy mà ông chồng ông nằm ông ngủ. Vậy mà nó đành đoạn lấy cây kéo ra, nó nhấp một phát nó liệng xuống hầm.
chèn ô kinh khủng cho quý vị. Bởi vì phái nữ mà nó quý quá mình cũng sợ lắm quý vị ơi. Nên những đức đâu có làm cái chuyện mà để cho họ quá quý bằng cái cách cuồng nhiệt quý vị. Mình là nói rõ ràng hết trơn, họ quý là quý, nhưng họ xa xa mình, nếu mà cuồng nhiệt quá là sau này có tác dụng phụ ghê lắm. Hay mình lỡ cái gì một cái mấy bả chèn ô, mấy bả âu sầu buồn bã. Bây giờ những đức nói chuyện gì đâu có âu sầu, lỡ những đức có cái gì là chuyện của tôi, không dính dáng tới mấy bà, đúng không? Nó mình sống có cái gì mình tự làm tự chịu, không dính ai hết trơn á, nghe không? Rõ ràng. Hồi trưa mà con nhỏ gì mà ca sĩ gì bà Bảo Anh gì đó, Ngọc Bảo Anh đúng không? Bảo Anh hay Bảo Thư? Chèn ô, nó hát xong mà quý vị biết gì sao nó khóc không? Quý vị nhiệt tình vỗ tay rồi, từ xưa giờ làm ca sĩ mà chưa bao giờ có một cái sân khấu hát nào mà như vậy luôn. Tin không? Quý vị nói ca sĩ chứ bây giờ mà nói kiếm sân khấu lớn làm gì có quý vị, không dễ đâu nghe. Mà lên hát mà thấy mà ủng hộ tinh thần, cái tâm người ta dạt dào lắm quý vị à. Người ta cảm động đó, người ta rơi nước mắt đó quý vị. Không giỡn đâu. Nên tại sao ai đến hát chùa mình một lần là người ta đều là người ta muốn lần thứ hai. Vì cái hội chúng mình nó quá năng lượng rồi. Không có tìm hội chúng nào mà vậy chứ. Quý vị coi người ta hát nhiều chùa ngồi ngộ lắm, tại họ không có được dạy. Ngồi nghe pháp hay là nghe hát mà họ ngồi gì nè, còn cầm điện thoại làm nè, lâu lâu nhướng mắt làm nè, bấm thoại nữa. Còn chùa mình có ai vậy không? Bởi vì nhìn đông người vậy, nghe những đức giảng có ai mà dám cầm điện thoại ra bấm không? Ai cầm điện thoại ra vớt cái điện thoại luôn vậy? Có lần những đứa qua lớp đạo làm con, cái lớp đạo làm con á nghe, là con nít á, vô còn không dám bấm điện thoại, đừng nói chi người lớn. Vậy mà đi ngang gặp cái cô đó bấm điện thoại, những đứa đi ngang đứa này chụp cái điện thoại, mà chưa qua giảng, đang đi qua giảng thôi đó, chưa giảng mà đang cầm điện thoại bấm chụp cái điện thoại. Những đứa nhìn đó nè, xanh mặt xanh mày im gu, cầm điện thoại để lên bàn, giảng xong kêu lên đây. Nó thấy rung chưa? Nó xong rồi Đức nói bà nói hiểu chết liền. Ông nói cái gì mà không hiểu mà sao thấy sợ quá. Lúc đó ba sợ quá, bà nói mà đâu nói gì đâu, mình làm gì mà trong tâm mình làm nè, ai về đào vào. Bà tưởng đâu mình hăm dọ gì, bà nói sợ không dám, không dám nữa, không dám. Nó không dám nữa nghe. Dạ, mà thật sự mình có nói gì đâu, chỉ có cái mặt thôi hù người ta. Nó, thì thấy vô nhà bếp nấu ăn, bởi vì mấy cô mà đi theo những đức thấy cũng dễ thương, tội nghiệp. Quanh năm suốt tháng không đi đâu. Giờ này đang nấu ăn kích liệt ở bên hộ pháp bệnh với Đại Tùng Lâm. Đạo tràng ba nấu kích liệt luôn, nghe không? Bởi vì thấy tội nghiệp quý vị. Con gái người ta còn đi chỗ này chỗ kia cầm điện thoại đồ chơi kịch liệt, thấy không? Con này vô chùa tu mà có bao giờ mà được điện thoại gì đâu, đi chơi đâu đâu đó quý vị. Vậy mà quanh năm suốt tháng cười hề hề vui vẻ. Mình thấy cuộc đời đi tu mình gặp những bạn đồng tu mà như vậy mà để giúp đỡ mình, giúp chúng sanh là những đức nói là quá mừng. Quá mừng rồi còn gì nữa quý vị. Ở nhà con mình nói nó còn, khi còn nó còn cãi lại. Còn trong chùa răm rắp đâu vào đó chứ. Mấy thầy mấy chú nhiệt tình, có khi chạy vòng chạy chứng không. Lễ mấy ngày nay nhưng mà trước cả từng lễ lo. Chú nào chú nấy cái mặt ốm nhơm. Trước đó một tháng lễ những đức thúc cho ăn uống đầy đủ. Một tuần sau mới đây thôi mà bữa nay cái mặt gì nè, kinh khủng không?
Bữa nay thấy Nhân Đức cũng bị xuống ký, hô thêm chút. Mình kỳ lắm quý vị ơi, mỗi lần mà ốm là tự nhiên hô thêm, kỳ gì với ngủ không được là hô. Mà Nhân Đức kỳ lắm, ngủ không được là mắt nó lòi ra, lông mũi trâu nó bự, hô nhọn quét. Mình nói gì nó ngon đó mấy ông, thấy không? Tự mấy bà bình luận thôi, mấy bà biết, thấy không? Đã là thích, đã là thương thì sao cũng thương, thấy rồi, đúng quý vị đó. Nên quý vị học Phật sao mà học ra một con người đơn giản quý vị, một con người đơn giản bình dị, đừng có buồn giận ai để trong tâm, còn thích buồn thì buồn đi. Mình buồn thế coi mình thấy mình sung sướng không? Nếu thấy nó khổ thì mai mốt đừng buồn nữa, tại người ta thích buồn mà quý vị, thấy không? Đó nên học Phật làm sao mà cười nhiều. Vì thấy từ sáng đến tối như đứa cười suốt. Nói nhỏ cho quý vị nghe chuyện này, đừng nói cho người khác nghe, nghe không? Nhỏ ta nghe không? Nói tới chừng ta nghe. Ông y y úp sùng nghe. Mấy bà mà đó mới nhìn mất nghe hay gì kìa. Kìa 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 nghe. Thấy chưa? Có nghe gì không mà phát tay với vậy? Thấy chưa? Đó, 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 thấy không? Đi vô phòng không có ai, ngồi trên ghế một mình cười chơi, một mình một lượt. Đi qua bên đây đi xuống dưới thì fan hâm dọ xuất hiện. Mấy bà chạy là đâu có ai chụp hình thì mấy bà. Mà hai người mà đứng chụp hình mà nó đưa tay gì thì bị nghĩ sao chưa? Nghĩ gì sao chưa, hiểu không? Chịu không nổi. Xin lỗi, chịu không nổi. Yếu quá quý vị ơi, hiểu không? Mình á, ngày xưa ngoài đời của thanh niên mà cũng hiểu một chút, nhưng mà nó dứt lâu năm. Qua năm dọ chụp hình mà. Còn nếu không vậy thì chụp không được hai người, thôi ở trong phòng luôn phức cho rồi. Qua đây mấy ngày lủi thủi trong phòng không, chỉ có qua đây xong đi về phòng đóng cửa cái rầm ở trong đó, thấy không? Vậy thì sao? Lên cái ghế ngồi cừ một mình chơi luôn. À, mình sống sao mà vậy, nó mới đặc biệt quý vị. Kiếm ai cừ giờ? Cừ mình chơi thì được không? Gặp mà ta đặt cái máy quay phim, ta quay lại chắc ta tưởng nó bị bệnh tâm thần. Ngồi trên ghế mình mà không làm như này. Cái đầu quay cái ghế lại cái tấm gương quý vị. Nhìn vô tấm gương mình cười. Cười quay. Rồi cười xong niệm Phật, cười xong niệm Phật. Tới giờ qua đây giảng. Nên qua đây cái cười liền à. Phải cười quen. Còn nguyên một cái thời gian bên kia mà ngậm cái miệng không cười không niệm Phật, thì qua đây cái miệng nó bị đơ. Mấy cái hệ thần kinh của môi nó bị cứng, cười không có được. Nên nhiều người tới cười quá nên gặp nhau xã giao, vậy thấy chưa? Nghe tiếng xã giao không? Xã giao là sao? Gặp nhau một cái, chào anh. Xã giao đó, nghe không? Nó không có cảm tình đặc biệt như là hoa nở dội tàn. Còn người ta đây, người ta cười một phát là cái miệng còn cười. Nó cái miệng còn cười, thấy chưa? Cười rồi mà đã ngưng cười mà miệng vẫn cười, đây gọi là niềm vui tặng đáy lòng phát triển. Thấy chưa? Thấy chưa? Đồng ý không quý vị? Đồng ý không? Đó. Đứng mà nắng tội nghiệp quá. Đúng không? Bởi vì fan hâm dọ tội nghiệp ghê, đứng mà nắng. Thì coi giờ này thấy đi về đâu mà nghinh ngang đi quá trời quý vị ơi. Quá trời đông à, thấy không? Mong làm sao mà 50.000 cái máy niệm Phật này phải đủ, không được thiếu. Thiếu là tôi trốn luôn. Nhớ nghe vị,
Phật đản là tôi đã chuẩn bị rồi đó, 30.000 cái khăn. Ngày 8 tháng 4 30.000 cái khăn, 40.000 cái đèn bông sen. Mà lễ Phật đản khỏe re, đâu có lại 500 danh hiệu Phật Quan Âm đâu. Đúng không? Dự cái lễ Phật đản chiến này vì sẽ thấy cái mô hình như Đức đưa ra. Bởi vì sẽ thấy đúng là một hoàn cảnh hạnh phúc nhân sinh. Đúng không? Bởi người xưa nói câu á, người thành công thì thường nghĩ phương pháp, mà người thất bại thì thường luyện diện lý do. Thất bại cái gì diện lý do hoài vậy đó. Thất bại là thất bại, đừng có diện lý do. Còn thành công thì phải suy nghĩ phương pháp. Lễ Diêu Ngâm chưa xong mà ta nghĩ tới Phật đản rồi. Nghĩ chi vậy? Đang báo tin cho các nàng biết. Hiểu không? Chứ mấy bà đi về hết trơn à, báo tin thì bà đâu có biết nhiều. Nhớ nghe, tôi đặt 30.000 cái khăn đợt này, nghe tôi nói cái khăn nó xịn, đừng có nói. Hiểu không? Ngộ nghe. Khăn đem về nghe, quý vị biết không? Trước mấy ngày những đứa cứ đi vòng vòng cái đống khăn. Đi vòng vòng đống khăn mà vừa niệm Phật mà vừa cười. Thấy chưa? Không có nắng gì đâu quý vị ô. Thấy chưa? Không. Đi vòng vòng đống khăn mà cứ đem tất cả cái công đức hồi hướng cho mấy cái khăn. Kỳ cục gì đó. Để làm chi? Khi mà tặng cho mấy bả và tròn khăn lên một cái, nghe bà nào bà nấy cái tâm địa bà hiền hậu lại. Quý vị biết có nhiều cái cảm ứng kỳ cục lắm. Nói cho vị nghe cái này nói nhỏ nữa nè, đừng có để người ta nghe đông quá nghe chưa. Quý vị biết á, có một cô này, cô nói bà là chuyên gia chữ chồng. Chữ chồng mà là chuyên gia luôn. Bà nói là bà chữ chồng đến mức mà cao thủ. Mà chồng vừa mở miệng ra thôi là bà dập thằng chồng, là bà chửi thằng chồng là đứng luôn. Cuối cùng mà bà chửi chồng bà, mà bà nói rằng thầy ơi con chửi chồng con mà chồng con bị tay biến luôn. Kinh khủng vậy chẹt. Bà chửi chồng mà chồng tay biến luôn quý vị. Tại vì sao? Thằng chồng nó vừa mở miệng ra thôi là bà chửi tứ tóc. Bà chửi cuối cùng thằng chồng nó bị nghẹn. Tay biến luôn quý vị. Là chữ chồng cao thủ. Vậy mà bà lợi chùa mà những đức tặng một cái khăn. Bà lợi bà nói con là hung dữ gì chữ chồng này kia nha. Đeo cái khăn tròn khăn cho bà một phát, mà chính tay những đức tròn nghe. Tối lại có ông thằng đen thui thùi lùi xuất hiện. Kinh khủng không? Cái vụ này mới lạ đó nghe quý vị. Hồi đó giờ quý vị nghe những đức thường nói ông thầy, ông thằng đen thui thùi lùi đúng không? Đó ngộ vậy đó. Lợi nói với bà ác khẩu hung dữ chữ chồng bỏ nghe. Từ đó về sau bà đeo cái khăn bà hiền luôn. Nhưng mà cái đặc biệt này nè nó mới ghê nè, nói nhỏ nữa không được nói lớn, lớn là đồ ôm sùm với dân chết một. Hiểu chưa? Thì bị biết rằng á, một tuần sau chồng hết tay biến. Kinh khủng không? Tại vì sao hết tai biến mày biết không? Bà chửi ông chồng bị đơ là dưới ông chồng quá tức. Bà xen vô bà chửi ông chồng vừa mở miệng cái bà chửi tứ tóc. Chửi ông chồng nó bị chẹo cái sợi dây nói. Cuối cùng ông chồng ông bẻ cái miệng mà bếp lao nữa. Cái gì? Ông chồng vừa mở miệng ra, bà chửi một quát ông chồng đang chuẩn bị nói, cái miệng đang méo. Dính ra bếp. Trời ơi. Kinh khủng thiệt quý vị. Vậy đó mà khi mà cái tâm bà dịu lại, bà hiền lại, bà nói với ông chồng từ đây về sau em không bao giờ chửi anh nữa, em sẽ là một người vợ đàng hoàng với anh. Vừa nói như vậy ổng dịu cái tâm xuống, một tuần sau cái miệng ổng trở lại. Kinh khủng quý vị. Ôi, câu dẫn kể với vị này nó vui vậy đâu. Biết không? Nếu mà kể chuyện vị nghe thì không biết bao nhiêu câu chuyện mà nói.
Mà con người mà vui rồi nghe quý vị, trường hợp nào cũng vui chứ. Vì bây giờ nè, những đứa có danh tiếng nè, vì coi bây giờ ai mà chữ cái người có danh tiếng nó không đơn giản đâu. Nếu mà tu mà cái mặt không nhỏ lại mà cái mặt to như cái tấm thớt. Ai mà đụng một cái đi quý vị sẽ biết. Con người địa vị càng cao thì cái tâm của họ càng dữ dằn lên, đụng họ không có dễ đâu quý vị. Thà họ lúc cơ hàng nói họ được nghe, nhưng khi đã có danh tiếng rồi mà đụng tới họ không có dễ đâu. Mà tại sao mà những đứa gặp trường hợp này mà những đứa vẫn vui nè, trường hợp này mới ghê nè. Ngày xưa bị chửi cha mắng mẹ thì không nói gì, chứ bây giờ mà chửi cha mắng mẹ mình là ghê lắm đó quý vị. Không đơn giản đâu. Gặp bà già lỡ thăm bà, nói cụ, khỏe không cụ? Bà nói chết mẹ mày về chứ khỏe gì. Kinh khủng không? Mình nói mẹ tôi chết rồi bà chửi hoài. Nói ghê không quý vị? Bình thường cái tâm luôn, không có gì chứ nha. Mình đi bực bội người gì chi quý vị? Bà già bà không biết bà mới gì, chứ cái bà già biết bà làm gì chi. Tự nhiên mình lỡ mình hỏi cụ khỏe không cụ, bà nói chết mẹ mày giờ chứ khỏe gì khỏe. Không đơn giản quý vị ơi, hiểu không? Nên quý vị tu sao không biết. Mà bây giờ nghe những công đoạn này về nhà nghe không, chồng con nó khảo đảo mình nghe. Bình tĩnh, bình tĩnh nghe không. Có cái bà kia kìa, những đứa chỉ bà chồng chửi bà nhép môi niệm Phật, chồng chửi bà mới làm nè. Chồng lỡ nói mày làm bậm gì, mày làm bậm gì, tán cái bóp vô mặt. Ông quay lại nói là bảo đâu là bảo, ông thầy ông chỉ niệm Phật là bảo đâu là bảo. Ông nói chồng chữ niệm Phật dễ bồi thì chồng có đánh. Tôi nghe lời thì tôi dép bồi, tôi niệm Phật. Tôi niệm Phật cái tôi có làm bầm, tôi có chữ không đâu, ông tán tôi tìm cái đó trời ơi. Bữa sau bá lậu nó thầy, nghe lời thầy, thầy nói nhép môi nó không có đánh. Trời ơi, nó tán cái muốn chờ dán luôn thầy. Nhưng Đức nói, nghiệp chướng nặng nề. Tiếp tục, nó chữ cứ nhép môi niệm Phật tiếp tục. Bà nói vậy con nghe lời thầy. Bữa sau nó chữ nữa, bà về bà nhép môi nữa. Bữa nay nó không tán đây mà nó tán mình đây. quất thêm cái nữa vô mặt, thêm cái nữa. Bữa sau chạy lên nó thầy nó quýnh nữa. Nó bà có niệm Phật không? Có. Con nghe lời thầy con bắt điều đi chung, con nhép tao lia lịa hết. Mà nó vẫn tán. Hỏi nó tán bên nào? Hôm qua nó tán bên phải, nó quất bên trái. Nói thằng này được, nó quýnh vậy cho cân bằng. Trời ơi, đúng là rõ ràng đã vui rồi là như thế nào nó cũng vui hết trơn quý vị ơi, 100% quý vị luôn. Mà người tu mà như vậy là gọi là cái gì? Là nghiệp chướng tiêu trừ, thấy không? Còn cái gì mình cũng nặng nề là mình là nghiệp nặng, còn mình cái gì mình cũng thoát được chứ là nghiệp nhẹ, hiểu không? Đó, nên những điều những đức chia sẻ cho quý vị nghe đó, tuy nó đơn giản nhưng đó là một cách truyền tải Phật pháp cho quý vị đó. Thấy không? Ý nói càng tu thì càng dễ tính nghe không? Nên mong quý vị về đây những điều những đức chia sẻ chân thật tặng đáy lòng của mình. Vì về cố gắng nghe thêm rồi cố gắng áp dụng phương pháp tu tại gia, đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật đi, là tự nhiên lâu ngày Ấn Tổ ngày nói niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Nhưng phải niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Phải niệm lâu dài, hiểu không? Là chuyển phàm tâm mà. Chúc vị an lạc vị ơi. Chúng ta cười lên cái coi nào. Thêm cái nữa đi. Khuyến mãi thêm lần nữa coi. Thôi vậy là được rồi đó. Ta chia sẻ Phật pháp nãy giờ tôi khuyến mãi có 3 lần cừ thôi à. Thấy không? Rồi cảm ơn nha. Chúng ta cho tay hồi hướng vậy ơi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.